tình yêu nha, chia sẻ livestream giúp em nha. Ai vừa lấy đã được nhận quà nhớ là chia sẻ lại livestream, còn ai mà vừa mới vào ủng hộ em chia sẻ lại hộ em một lượt trên trang cá nhân nhá các chị yêu nhá. Facebook của em giờ là đang bị làm sao ấy, mà cũng không phải là do của em đâu. Hôm nay vừa là em đã lập một link mới rồi. Hôm nay vừa là em cũng lập một link, à em like một cái link mới đấy mà nó cũng vẫn bị. Chẳng hiểu kiểu gì luôn. À thế à? Ừ thế mọi người chia sẻ của em trang cá nhân thôi nhá mọi người nhá. Chia sẻ của em một lần trang cá nhân thôi các tình yêu ơi nào. Ai nhìn thấy em thì chia sẻ của em một lần trang cá nhân nhá các chị yêu nhá. Một lần trang cá nhân giúp em, ok chưa ạ? Một lần trang cá nhân giúp em nhá các chị yêu nhá. Bây giờ em sang phần bán hàng luôn. Thôi muộn rồi em sẽ sang phần bán hàng vậy. Các chị có muốn tặng quà được không ạ? Sợ ở bên này cũng chả được đâu đúng không? Rồi các tình yêu nhá. Đúng rồi bữa em chia sẻ hộ nhóm nó hack face em luôn à thế à? Ờ thế mọi người ơi chia sẻ hộ em một lần trang cá nhân thôi nhá các tình yêu nhá. Một lần trang cá nhân thôi, bây giờ em sẽ bán luôn vậy nhá các tình yêu nhá. Em sẽ bán luôn nhá. Nào em sẽ bán luôn vậy. Bán luôn nhá các tình yêu nhá. Một em màu đỏ cho em này, rất là đẹp luôn. Mong bơ nhá các chị yêu nhá, một em màu đỏ cho em này. Xinh chưa? Form size M cho em nhá, rất là đẹp luôn. Xinh này. Form size M cho em này các chị yêu này. 300 nhá, mã 107 cho em trên 50 cân nặng lấy. B107 nhá. Ai lấy comment B107 cái số này cho em này 300. B107 cho em. Ai lấy thì comment cho em nhá. B107 chỉ thế nó cũng lên được luôn. Quá 100 người đồng không được. Một em màu đen cho em này, size S này các chị yêu này, rất là đẹp luôn. Size S cho em dưới 50 cân mặc đẹp này, 250 nhá các chị yêu nhá. Em này là mã 2 B268. B268 cho em 250. Ai lấy comment B268 nhá, kèm số lại cho em. B268 cho em 250. Ai lấy thì comment cho em nhá. Một em này cho em là ủ số ơi, có mũ này, đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp tuyệt vời luôn ạ, à. Chân váy hết hàng rồi chị ơi, không có nữa đâu. Một em này cho em là SM. Em này là mã B273 cho em này. B273 cho em nhá, đẹp chưa? 250. Ai lấy comment B273 kèm dưới lại cho em. B273 cho em 250 nha các chị nha. Rất rất là đẹp. Một em màu hồng cho em này. Ôi trời các chị đâu hết rồi? Một em màu hồng nào rất là xinh luôn, thêu là các chị yêu này. Tuyệt phẩm luôn cho em 300 nhá. Em này là mã B672. B672 cho em 300, rất là đẹp luôn, màu hồng cho em này. Có theo luôn, ai lấy comment B672 kèm dẫn lại cho em. 273 ok chị Liên Nguyễn. 273 chị Liên Nguyễn nhá. Một em này cho em này quá đẹp luôn này các chị yêu này, xinh chưa? Một em này mặc được hai mặt luôn. Một mặt màu xanh cho em này, FM nhỏ nhá. Rất xinh luôn, một mặt mặt được màu xanh, một mặt màu đen cho em này, tuyệt vời chưa? Rất là xinh luôn nhá. Đấy. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đấy. Em này cho em này 300 nhá, mã 307 cho em SM mặc vừa. B307 cho em. B307 cho em SM mặc vừa. Ai lấy thì comment cho em nhá. 672 cho bạn Lan Anh. 672 cho Lan Anh nhá. Quá đẹp luôn. Một em này cho em này màu xanh này các chị này. Form size M là xinh nhất luôn. Tuyệt vời. Đấy. Trên 50 cân nặng lấy cho em form size M nha các chị yêu nhá. Em này là B542 cho em size M. B542 cho em size M. Ai lấy thì comment cho em. 307 cho chị Thu Nguyên. 307 cho chị Thu Nguyên nhá. Một em màu đen cho em này, tuyệt vời luôn này, có theo sau cho em này các chị yêu này. Xuất sắc luôn, theo sau cho em nhá các chị yêu nhá. Trên 50 cân hẳn lấy cho em. Hả? À quên 542 chưa báo đúng không? 542 là 250 đi. 542 250 đi. 307 chị chốt rồi đúng không? Một em này cho em này, mã 203 cho em, B203 cho em nhá, 400. Ai lấy comment B203 kèm số điện cho em 400 ạ. B203 cho em 400 nhá. Quần em không bán nhá. Một em này cho em này xinh chưa? Em này cho em này quá đẹp luôn. Size SM nhỏ cho em nhá. B693 cho em 250. B693 cho em 250 có đấy cẩm anh Phạm nhá. B693 cho em 250. Ai lấy thì comment cho em nhá. B693 kèm số điện cho em. Một em họa tiết này, size M cho em chị Thu Trang Lỗi có thấy chị. Size M cho em nhá, 50 đến tầm 60 cân quay đầu cho em. Tuyệt vời luôn này. 250 B276. B276 cho em nói thật với các chị này, 250 đúng bằng tiền của áo sơ mi luôn, chưa bằng luôn. Sơ mi nhà em còn 300.000 mà đây mua được cả cái áo khoác cực đẹp nhá. Em này cho em này B276 cho em 300. À 250 quên. 250 nhá. Một em này cho em này có thêu nhá các chị yêu nhá, rất là đẹp luôn này, xinh chưa? Em này 300k cho em nhá, B611. B611 cho em này 300.
Ai lấy comment B611 nhá, kèm số điện thoại cho em 300. B611 cho em. Em 276 nha, Khả Ngân ơi kèm số điện thoại đi em, mã cộng số điện thoại nhá. Một em này cho em này, màu xanh tha này, quá đẹp luôn. Size M cho em. Chia sẻ giúp em một lần trang cá nhân nhá các tình yêu nhá. Size M cho em này. Size M cho em đi, cho chị cái mã. Em này là mã B346 cho em 300. B346 cho em 300 nhá. Ai lấy thì comment cho em B346 kèm số điện thoại cho em 300. Một em màu rêu cho em này các chị yêu này. Xin cho size S cho em. Size S mở nhỏ cho em nhá. 250 ạ, B195. B195 cho em này 250 nhá. Đấy, có theo cho em này. S mở nhỏ cho em B195 250. Ai lấy thì comment cho em nhá. 276 ok cho Khả Ngân. Facebook đã chán rồi, ảm đạm rồi. Một em này cho em này, size ML cho em này. 55 đến 60 cân mặc là đẹp nhất luôn. Size ML cho em. B602 cho em này. B602 cho em này, thêu sau đẹp chưa? Báo hồng này, đẹp chưa? 300 đi. Ai lấy comment B602 kèm số điện thoại cho em 300. B611 ok chị Cathy Phạm. 611 chị Cathy Phạm nhá. Một em màu đen này, quá đẹp luôn. Size ML, nam nữ mặc được này, tuyệt vời vời luôn. Nam nữ mặc được cho em này 300k. B271. B271 cho em 300k nhá. Ai lấy thì comment cho em. 602 ok chị Thu Nguyên dồn đơn. Một em màu xanh cho em này, size S cho em nhá các chị ơi nhá. Size S dưới 50 cân cho em này, 250. Em này là mã B546 250. B546 cho em 250 size S màu xanh min. Ai lấy comment B546 kèm số điện thoại cho em nhá, 250. Một em này gọi là quá đẹp luôn, nam mặc được luôn. Em này là da cho em ở đằng trước này, xinh lắm. Size ML cho em nhá. Size ML cho em. Nam nữ mặc được, tầm độ 55 đến 60 cân mặc là đẹp nhất. Mã B621 cho em này. B621 cho em nhá, 300. Ai lấy thì comment cho em. 546 à? 546 ok chị coi xinh. 546 em cho chị coi xinh. Một em này cho em, siêu phẩm cho em này các chị yêu này. Quá đẹp luôn, em này 500k em báo luôn nhá. Quá đẹp luôn này, thêu này các chị nhìn của em này. Có còn phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn này. Sau đó này làm sao? Mặc được hai mặt luôn, một mặt màu hồng luôn này các chị yêu này. Mặt màu hồng nó cũng thêu luôn này, đẹp dã man luôn. Đấy, em này là mã B bao nhiêu? 291. B291 cho em 500k. Đấy, một màu xanh và một màu hồng này. Quá đỉnh luôn. B291 cho em nhá. Form size M đẹp nhất luôn. 500k. Ai lấy comment B291 kèm dẫn lại cho em. Có 203. 203 cho chị Sao Mai. 203 cho chị Sao Mai. Một em xanh than cho em này các chị yêu là. Nam mặc được luôn, quá đẹp luôn, kiểu dạng áo gió ấy, xinh chưa? Size M cho em nhá, size ML cho em nhá. Tầm 55 cân đổ lên là đẹp nhất. B627 cho em. B627 cho em nhá, trên 55 cân. Ai lấy comment B627 kèm số điện thoại cho em. B627 cho em trên 55 cân nhá. Hả? 250. Một em màu hồng cho em qua mã này không mặc lại đâu các tình yêu nhá. Một em này cho em này, đẹp chưa? Size M cho em, 50 đến 57 cân đẹp nhất. Ôi dồi ôi, quá xinh luôn, 300k. Mã B227. B227 cho em. Chị Minh Hoàng Nguyễn á, không thấy bình luận của ai á. Ôi sao thế nhỉ? Ở Facebook của em nó có mà. B277 cho em này, 300k. Ai lấy comment B277 kèm số điện thoại cho em. Chị tự áo ra vào lại đi, hay mạng của chị làm sao? Một em màu hoa cho em này, đẹp chưa? Đấy, em này cho em này. Em này là mã B630 cho em này, đẹp chưa? B630 cho em nhá, 250. Ai lấy comment B630 kèm số điện thoại cho em. B630. Một em áo gió cho em Burberry này, quá đẹp luôn, em Burberry Anh này. Siêu phẩm luôn. Em này cho em size S nhá. Size S cho em này các chị này. B663 cho em size S. 630 chị Trâm Anh. 663 cho em này, áo gió Burberry này, quá đẹp luôn này, size S cho em. 663 cho em nhá. Đẹp chưa? 250. Ai lấy comment B663 kèm số điện thoại cho em. B663 kèm số điện thoại cho em 250 nhá. Một em màu đỏ ạ. Màu đỏ cho em này, size S thôi. Cho chị nào tầm độ dưới 50-52 cân là đẹp nhất cho em. 300k, B6461. B461 cho em, không xem được gì à? Ôi, Mạnh Tú ơi, sao bị sao nhỉ? B6461 cho em nhá, 300. 291 ok, chị Võ Thị Như Lý. 663 ok cho Lali Chip. 663 cho Lali Chip, quần nếu không bán ạ. Một em màu xanh cho em này, tuyệt vời này, đẹp chưa? Quá xinh luôn, SM mặc đẹp dưới 50 cân cho em.
417 cho em 300. B417 cho em 300 quần em không bán nhá. B417 cho em 300. Ai lấy thì comment cho em nhá. Các chị ơi, chị nào mà bị đen màn hình hay không xem được thì ao ra vào lại cho em nhá. Giờ này nó bị làm sao ấy các chị ạ? Một em màu đen cho em này các chị yêu này, SM cho em này. Đẹp chưa? 417 chị Hiền Nguyễn. B338 cho em nhá. B338 cho em 250. Ai lấy comment B338 kèm dưới lại cho em. Không không chị ạ. Không nhá, một buổi live chỉ bán một thứ thôi. Hôm nay chỉ bán bomber thôi. Một em màu xanh cho em này tuyệt phẩm luôn này. Em này pha da cho em này đẹp chưa? Gọi là quá xịn sò luôn. À, theo sau luôn cho em này, đẹp xuất sắc luôn. Size M cho em đẹp nhất nhá các chị yêu nhá, màu xanh cho em. Đấy, quá đỉnh luôn nhá các chị yêu nhá. Em này cho em này. Size M cho em này xinh chưa? 400 ạ. Mã B176 cho em. B176 cho em 400 size M. Ai lấy comment B176 kèm chuyển lại cho em. Được rồi. B176 cho em 400. Một em này cho em này. Em này kiểu như là dáng bộ đội cho em này xinh chưa? SM cho em nhá các chị yêu nhá. B118 cho em 250. Ai lấy comment B118 cho em. 176 ok chị Trâm Anh dồn đơn. 176 chị Trâm Anh. Một em màu đen trơn cho em này dưới 50 cân. Dưới 50 cân cho em nhá các chị yêu nhá, xinh chưa? Size S cho em. Size S cho em nhá, dưới 50 cân. Mã B511. B511 cho em dưới 50 cân này các chị này, size S cho em. B511 dưới 50 cân nhá các chị yêu nhá, size S cho em này. Ai lấy thì comment cho em B511 dưới 50 cân, 250. Có thấy Minh Hòa Nguyễn có thấy nhá. Em chỉ sợ các chị không thấy em thôi. Ê, một em màu ghi cho em này các chị yêu này, chán đời lắm. Size ML cho em nam nữ mặc được nhá. Nam nữ mặc được cho em trên 55 cân ạ. À. Trên 55 cân họ lấy cho em. Mã B121 300. Nam nữ mặc được các chị lấy cho chồng mặc thì quá đẹp luôn em này luôn này. B121 cho em nhá. 300. Ai lấy comment B121 đọc kèm dưới lại cho em. 300 B121 cho em. Một em màu đen này các chị yêu này xinh chưa? Có theo cho em SM nhá các chị yêu nhá. SM cho em này, đẹp chưa? 300. Giờ thôi. 300 cho em bâu không xem nữa. B580 cho em 300. Ai lấy comment B580 cho em. B121 cho chị Trâm Anh. B121 cho chị Trâm Anh. Một em màu hồng cho em ạ. Màu hồng cho em là SM cho em. B510 cho em 250. B510 cho em 250. Ai lấy comment B510 kèm dưới lại cho em. B510 250. Trưa mai em sẽ lên chân váy len nhá các tình yêu nhá. Trưa mai em sẽ lên chân váy len rất là đẹp luôn. Chân váy len, chân váy len. Trưa mai nhá, hàng siêu phẩm luôn. 510 chị Thu Trang Đỗ. 510 chị Thu Trang Đỗ. Các chị có xem được không nhỉ? Hay em nghỉ like nhá. Nếu mà không xem được mà chán quá là em sẽ nghỉ like vậy. Vừa chứ chán không có buồn like luôn ấy. Một em màu đỏ cho em này. Chán không buồn like luôn. SM mặc vừa cho em 300. B399 hả? Cũng biết chán nản lắm luôn ấy, thật sự luôn. Cái hàng này siêu hot luôn, vào mùa đông không có mà bán luôn. Mà bây giờ tự dưng Facebook nó cứ chặn, mọi người cứ không xem được, cứ trên quá 100 người lập tức bị out ra luôn. Out ra phải 20 người, còn 80 người sau đó lại vào. Chán. Ừ. B399 cho em hip hip nhá. Em chán em cũng muốn like ấy các chị ạ. Thật sự luôn, em không muốn bán luôn ấy. Tại vì nó phí đi ấy. 300. Một em màu xanh cho em này các chị yêu này. 250 cho em nhá. B551. B551 cho em 250. Ai lấy comment B551 kèm dẫn lại cho em 250. B551 cho em. Đúng rồi, Facebook bây giờ nó bị làm sao ấy. Chán đời thế. Một em này cho em này siêu phẩm luôn này. Bên trong có trần chám nhá. Cực kỳ đẹp luôn này. Theo sau luôn cho em này. SM mặc đẹp cho em nhá. Em này 400 ạ. Mã 255. 255 cho em này các chị yêu này. Ai lấy comment 255 kèm dẫn lại cho em này. 400 này quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn cho em. SM mặc đẹp. Em mặc hơi ngắn này. Em cao 1m69 nhá. Mặc hơi ngắn. Các chị mặc là vừa đẹp đấy. 205 cho em 400. Bên trong có trần chám này. Như một gáo phao luôn. Đẹp dã man luôn. Đẹp dã man luôn. Không biết các chị có nhìn thấy em không. Em chỉ thấy nhìn thấy có 4-5 chị comment thôi. Là cuộc đời em chỉ muốn tắt luôn cái live stream đi luôn. Đây các chị nhìn của em này. Đẹp chưa? Siêu phẩm cho em chưa? 400k nhá. Em này là mã bao nhiêu nhỉ? B205. B205 cho em. Yến Yến ấy bây giờ mới thấy bạn nhá. Một em này cho em này. Size M cho em này các chị yêu này. Em này là B615. Mình có đọc sai đấy chào My.
B615 cho em size M nha các chị nha, rất là đẹp luôn. Không có hai mặt đâu với Tú Uyên. B615 cho em nha, các chị này rất là đẹp luôn. Màu đen cho em 300, size M. Ai lấy comment B615 kèm số điện thoại cho em 300. Chị báo giá từng sản phẩm đấy Cú Niêu ơi. 615 ok chị Thanh Hà nhá. Một em này cho em này, theo sau cho em này, đẹp chưa? Quá xinh luôn, theo sau theo trước cho em này, tuyệt phẩm luôn này các chị yêu này. 400 B340. B340 cho em 400 hàng si chị. Ai lấy comment B340 kèm số điện thoại cho em 400. B340 cho em 400. Một em màu xanh cho em size ML nhá. Em này các chị nào trên 55 cân nặng lấy cho em B347 cho em. B347 cho em này, size ML cho em, rất là đẹp luôn này. Đấy, 300. Ai lấy comment B347 kèm số điện thoại cho em 300. Một em màu đen này, size ML. Một em màu đen cho em nhé các chị ơi nhá, size ML cho em này, xinh chưa? Em này là mã B624 cho em 300. 347 chị Minh Hoàng Nguyễn. B624 cho em 300. Ai lấy comment cho em 624. Chán nhỉ. Một em này cho em này, màu gel nhá các chị yêu nhá. Đẹp chưa? SM cho em này. Em này là mã B204 cho em. B204 cho em S đến M. Ai lấy comment cho em 624 chị Dụng Dốn nhá. 624 chị Dụng Dốn cho em. Một em màu đỏ là các chị này, size S cho em này, theo sau cho em này, xinh chưa? Em này size S thôi, 250, B678. B678 cho em size S nhá, 250. Ai lấy comment cho em 678 cho em 250 nhá. Một em màu rêu cho em có mũ này, size M cho em đẹp nhất, 47 đến 55 cân. B152 cho em 300. Ai lấy comment B152 kèm số điện thoại cho em 300. 16678 ok cho Yến Yến. 678 cho Yến Yến nhá. Một em này cho em này, xinh chưa? Em này là tay be cho em này, size M cho em. Size M cho em nhá các chị ơi nhá, xinh chưa? Size M cho em 300. Em này là B229 cho em 300. Ai lấy comment B229 kèm số điện thoại cho em 300. 512 ok chị Trâm Anh rồi đơn. Rất là đẹp luôn này các chị này, xinh chưa? Đây ạ. SM cho em nhá các chị ơi nhá, 250 cho em. B333. B333 cho em 250. Ai lấy comment B333 kèm số điện thoại cho em. 229 ok chị Hằng Lê. Một em này cho em này các chị yêu này, đẹp chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa? Đấy, em này là mã B206 cho em. B206 cho em này các chị yêu này, 250. Ai lấy comment B206 kèm số điện thoại cho em 250 nhá. B206 cho em 250. Áo bông tôi ghi chưa về. Chưa, mai em sẽ lên chân váy nhá các chị yêu nhá. Chân váy len. Một em này cho em này, đẹp chưa? Màu đỏ cho em này, size ML cho em, quá xinh. 50 đến 60 cân mặc đẹp cho em. B252 300. B252 cho em 300 nhá, size ML. Ai lấy comment B252 kèm số điện thoại cho em 300. Vậy là chị Nguyễn Vũ Phương Thủy. Ai của em mặc mua áo dạ à, của nhà em à, mấy trăm nghìn toàn bảo 5 triệu ai tin luôn. Hàng quá đẹp. Một em này cho em này, xanh than cho em này. Đẹp chưa? Dưới 55 cân ok nhá. Mã B111 cho em. B111 cho em 250. Ai lấy comment B111 kèm số điện thoại cho em 250. 333 ok chị Trâm Anh. 333 chị Trâm Anh ok chị, vừa bị ẩn đấy. Một em này cho em này, màu hồng này, size M cho em, đẹp chưa? Size ML cho em nhá, trên 50 cân cho em, 50 đến 60 cân quay đầu. B537 cho em này. 50 đến 60 cân quay đầu cho em. B537 cho em nhá các chị yêu nhá, 300. Ai lấy comment B537 kèm số điện thoại cho em. B537 ok chị, 252 ok chị Trâm Anh luôn. Của chị Trâm Anh nhiều là phải chuyển khoản cọc cho em ấy nhá. Một em màu đen cho em này, có theo sau luôn cho em, SM được này. 250. B171. B171 cho em 250. Ai lấy thì comment cho em. 252 ok chị Trâm Anh. 537 cho chị Minh Hoàng Nguyễn. Đấy chỉ thấy cả hai chị để comment. Sai hiểu cái kiểu gì luôn. Các chị ơi, là 90 chị đang xem em nhá. Các chị bình luận cho em một cái nút chấm vào trong livestream em xem có thể các chị thấy em nào. 537 chị Minh Hoàng Nguyễn, 171 cho chị Thanh Hà.
Ok chị cho manh thì đó chứ, để chị chốt nhá. Một em này cho em là như áo phao luôn này, đẹp chưa? Dáng dài cho em này quá xinh luôn. Quá xinh luôn cho em này, 300 cho em. Size M đẹp nhất, B415. 415 cho em nào. Rồi các chị chấm lên cho em này, em xem là có chữ bị ẩn không nào. B415 cho em nhá, 300. Một em cho em màu đen này các chị yêu này. Xinh chưa? Màu đen cho em này rất là đẹp luôn. Size ML cho em. Dưới 60 cân đi. Dưới 60 cân cho em, không dưới 65 cân vẫn được, anh nam nữ mặc được cho em. B418 cho em. B418 cho em nhá các chị yêu nhá. 250. Rồi các chị chấm tiếp đi, em nhìn thấy xem bao nhiêu chị nhìn thấy nào. Bao nhiêu chị nhìn thấy em nào, em nhìn xem nào. Thế bây giờ hay là hàng nhà em xấu à? Nhiều chị nhìn thấy luôn mà không thấy chốt hay hàng nhà em xấu. Chị cho ý kiến thế nào. Đây còn ai nhìn thấy em nữa chấm đi nào. Em chỉ nhìn thấy từ nãy giờ mới có khoảng 15 chị rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đúng 15 chị. Đúng 15 chị thôi. Tiếp tục comment cho em đi xem các chị em 90 chị cơ. Em có thấy không nào? Mới có 15 chị nhá. Mới có 15 chị thôi. Em chỉ nhìn thấy có mỗi 15 chị thôi. Những ai mà chưa chấm chấm nộ em xem nào. Em có thấy xem có bị ẩn không? Một em này cho em này đẹp chưa? Size M cho em này quá xinh luôn. Quá xinh luôn cho em nhá. Size M cho em này 300. B676. B676 cho em 300. Ai lấy comment B676 cho em kèm số thoại 300. Có thấy cỏ ba lá, có đấy. B676 cho em 300. Rồi các chị comment cho em đi, tiếp tục đi. Mới có khoảng độ 20 chị thôi. 90 chị cơ mà. 300 cho em nhá. Một em màu đen này các chị yêu này. Màu đen cho em này, SM nhỏ nhá các chị yêu nhá. SM cho em này, 250. Em này là mã 704 cho em. 704 cho em 250. Ai lấy thì comment cho em nhá, 704. 704 có đấy chị Phượng Vũ, 704 cho em 250. Ai lấy comment 704 cho em nhá. 704 cho em 250. Một em màu đỏ cho em này các chị yêu này. 300k cho em size ML. 55 đến 60, 65 cân vẫn được. 204 cho em nhá. 204 cho em này, 350 size ML. Ai lấy comment cho em. Có một em này siêu phẩm hai mặt thôi, bán lốt em này em nghỉ nhá. Một em này siêu phẩm cho em hai mặt này các chị yêu này. Chán đời lắm, bán kiểu này em không muốn bán luôn ấy. 500. Em này là mã 664 cho em 500. 664 cho em 500 nhá các chị yêu nhá. Ai lấy thì comment cho em này, 664 cho em này. 500 rất là đẹp luôn. Đấy, màu xanh cho em này. Màu xanh. Và màu màu đỏ 500. 664 cho em. Ok, 204 cho chị Minh Hoàng Nguyễn. 664 ok cho bạn là cho chị ở Trâm Anh nhiều không? Chị Trâm Anh. Trâm Anh nhá. Đây, lốt cái cuối cùng này. Bây giờ toàn ra cái đẹp mà các chị cũng không chốt. Thì nói thật với các chị là em quá tiếc cái sản phẩm của em luôn. Quá tiếc luôn. Tại vì cái hàng này khi mà vào mùa đông lại không có hàng nữa. Nhá. Làm gì có nhiều đâu, ở chị Cẩm Anh Phạm ấy. Em có khoảng độ 2-30 cái. Đây, một em này cho em này đẹp chưa? Size M cho em 300. Mã 331. B331 cho em 300. Ai lấy comment B331 kèm số điện thoại cho em 300 nhá. B331 cho em 300. Nản lắm luôn, em rất là nản luôn. Em rất đen làm trí luôn à. Đến ăn 90 chị. Nếu mà 90 chị thật sự mà xem được mà không mua là em cũng buồn thật. Mà Facebook bây giờ làm sao ấy. Facebook của em cứ quá 100 người là một số người thứ 110 100 linh mấy phát là lập tức là bị ao ra. Thế mới điên nhỉ. 331 cho chị Thanh Hà. 331 chị Thanh Hà nhá. Chán nhỉ. Hả? Tiếp đi em à. Rồi thôi để em tiếp thêm mấy cái nhá. Tiếp thêm mấy cái đi nào. Các chị cho em một lượt chia sẻ trang cá nhân đi em nào. Một lượt chia sẻ trang cá nhân đi cho nào. Một lượt chia sẻ trang cá nhân cho em đi cho nào. Không không. Một em này cho em nhá. Hai màu là các chị yêu là
250 cho em nha. Size M cho em, B614. B614 cho em 250. Ai lấy comment B614 kèm số này cho em 250. Siêu phẩm. Không, chị Thu Nguyên ơi, không có bán chốt đổi như vậy nha chị. Một em này cho em này, siêu phẩm theo sau cho em này, xinh chưa? 450 cho em nhá. Quá đẹp luôn. B189. B189 cho em 450. Ai lấy comment B189 cho em. 614 ok chị Kim Thái. 614 chị Kim Thái nhá. Một em màu đen cho em này, có mũ là cho chị yêu này, đẹp chưa? Đẹp chưa? Chị Vũ Nhung này, em bị ao ra hai lần rồi, vào cứ mãi cứ đang viết để chốt lại lại bị ao ra, lần này ra vào lần thứ 3, không biết có bị ao ra nữa không. Chán đời nhỉ. 189 cho Thu Trang. Hả? Một em này cho em size M nhá, 586 cho em. 586 cho em size M là 300. Ai lấy comment 586 cho em Ly Huynh này. Mình cứ bị ao ra miết, bực mình kinh luôn. Nó bị làm sao nhờ, tao phải làm nào bây giờ? Thì khách nhà mình người ta cũng rất là cần nhà mình ấy, thì người ta mới thế, người ta mới vào lại, chứ như nhà khác người ta cũng chả vào nữa. Ôi điên mất các chị ơi. Mẹ ơi, không biết phải làm sao luôn ấy. Mẹ đã tìm 173. 586 chị Trâm Anh. Chỉ lên 101 người là đi dòng 20 người tiếp theo bị ao ra. Bây giờ không lên hết 110 luôn nhá. Chỉ 101 thôi, quá số 100 là bị ao luôn. Nó có giới hạn đấy. Ồ, nó kiểu giới hạn đấy. Một em này cho em này các chị yêu này. Đúng rồi, chị Dung Hiền Dương, bình thường như này chốt phải tranh nhau luôn. 168 cho em nhá. 250, ai lấy comment 168 cho em. 168 tại vì hôm nay mọi người không xem được, cứ đang vào bị ao ra, thực ra mọi người đâu có xem được đâu. Đấy vừa nãy em bảo mọi người chấm ấy. Có đến 20 chị chấm thôi. Em biết mà, thực ra cứ bị ao ra vào liên tục ấy. 168 đi chốt chưa? Cho chị Kathy Phạm dồn đơn, một em màu đen cho em này, SM mặc vừa 250, 637. 637 cho em 250. Ai lấy comment cho em? Chồng đi đâu ấy? Đi ăn xôi mới luôn. Thôi, vợ like xong rồi, vợ đi với. Ăn rồi đấy. Đó. Chồng đi làm gì? Vợ đi với. Xôi mà. Ừ. Ba cho con đi ăn rồi. Bông đi với ba đi. Đi với ba mua cho. Thôi bông đi với ba đi nhanh nhanh. Đi theo làm đéo gì. Cho nó đi với, ở nhà nó chán. Xem cái iPad mãi. Đúng rồi. Đi với ba đi. Size M cho em nhá. B270. 270 cho em size M này. Ai lấy comment B270 cho em. Chị Kim Thái ơi, em chốt rồi là không mặc lại được nhá. Mà không chốt không mặc lại để xem lại livestream giúp em. Một em màu đen cho em này, qua mẫu ở đó chồng lên nhiều lắm. 270 cho em 300. Một em màu đen cho em này, các chị lại size M cho em 250 nhá. Em này là mã B595 cho em 250. B595 cho em 250 này. Đây có em này siêu phẩm giống con vừa lấy này. Vừa lấy bao nhiêu người chốt nhỉ? Chính là con vừa lấy đây nhá, 500. Có một thêm một con nữa giống hệt luôn. B355 cho em 500. Ai lấy comment B555 kèm số tại cho em. Ok chị Trâm Anh, chị check trước cho em 1 triệu đi, chốt thoải mái luôn. 270 chị Thanh Hà. Tiếp nhiệt tình luôn. Đây đẹp dã man luôn này, cái tình yêu này. 500 cho em này. Quá xinh luôn. Vừa lấy ai được con này nhỉ? Vừa lấy ai được con siêu phẩm này nhỉ? Trâm Anh. À Trâm Anh đúng không? 500 cho em nhá các chị yêu nhá. Quá đẹp, chị Minh Hoàng Nguyễn hôm nay được nhiều rồi. Chị Minh Hoàng Nguyễn được nhiều rồi nhá. Bây giờ chị muốn mà chốt là phải chuyển khoản đấy. 555 cho bạn Linh Nhi Nguyễn đi. Ở 355 cho Linh Nhi Nguyễn. Một em này theo cho em này các chị này. Màu đen cho em này đẹp chưa? 300S. 300 cho em nhá các chị yêu nhá. Mã 128 cho em 300. Ai lấy comment 128 kèm số điện thoại cho em. 128 cho em nhá. 300 size S. Vừa lấy mã nhiêu nhỉ? 300 cho em nhá. Anh chán đời đây là thành ra là không biết được là mình làm cái gì nữa thật sự luôn. Mã 500 em bán rồi chị Ngọc Ánh ấy. 128 chị Hằng Lê.
Một em này cho em cá tính này các chị yêu này. Cá tính này đẹp chưa? Không hay ngay nhỉ? Size M cho em này các chị yêu này. Size M cho em cái này, các dây này các chị có thể bỏ ra được nhá. Mình không thích dây mình có thể bỏ ra được luôn cho em. Size M cho em 300. Mã B700. B700 cho em 300 size M. Ai lấy comment B700 cho em. Chán lắm, em đang buồn đời, buồn không thiết tha một cái gì luôn. Lai trong sự vô vọng luôn. Khách. Đấy, hai chị đấy vừa lấy đang nói bị ra lốt rồi. Ở trong anh. Một em màu hồng cho em này các chị yêu này. Size M cho em nhá các chị yêu nhá. Size M cho em B103 cho em 300. Ai lấy comment B103 kèm sự tại cho em 300. Chưa mai em lên chân váy nhá các chị nhá. Thôi tối nay nghỉ đi. Nhỉ, đó chị ấy đâu rồi, đợi chị chuyển khoản thế nào. Để chốt tiếp rồi. Chị gì nhỉ, quên tên rồi. Trâm Anh đâu rồi? Trâm Anh đâu rồi? Chị bị ao ra. Chị Thúy Đinh à, ôi dồi ôi, thông báo thì còn nói làm gì nữa. Bây giờ xem không xem được cơ. Xem còn bị bật ra cơ, chứ còn thông báo thì em còn không nói làm gì. Thông báo thì thường thì khách nhà em sẽ biết khung giờ, thì mọi người sẽ vẫn là vào xem, mình vào xem bình thường à. Vâng, ok chị Trâm Anh. Một em này cho em size M cho em này, đẹp chưa? Size M cho em nhá, 300. Mã B666 cho em 300. B666 cho em 300. Ai lấy thì comment cho em B666 cho em 300. Một em màu đen này, có thêu cho em này, đẹp chưa? SM cho em đều xinh nhá các chị yêu nhá. SM cho em đều được này, dưới 52 cân. B330 cho em này, 300. Ai lấy comment B330 kèm số điện thoại cho em. 666 chị Hoa Lụa Thảo Trường. 666 chị Hoa Lụa Thảo Trường nhá. Một em màu rêu cho em này các chị yêu này, đẹp chưa? Size M cho em. Size M. Đẹp cho size M cho em này. B217 cho em này. B217 cho em nhá, size M cho em này, 300. Ai lấy comment B217 cho em. B217 330, ok cho Lali Chip. Một em màu xanh cho em này, đẹp chưa? Có thêu cho em. Rất là đẹp luôn, sổ ô xinh chưa? 250 cho em đi, B212. B212 cho em 250. Rồi ok, chị Trâm Anh em nhận được 1 triệu nhá. Ok, Trâm Anh em nhận được 1 triệu rồi nhá, chị chốt đi. Chị chốt đi nhá. B212 cho em 250. 217 cho em chị Lan Anh. Chị Lan Anh cho em số điện thoại đi. Lên siêu phẩm hết cho chị. Một em này cho em. Một em này cho em 216. 216 các chị ơi, 250 cho em SM. 212 cho chị Phượng Vũ. 212 cho chị Phượng Vũ. Đây siêu phẩm cho em này, quá đẹp luôn này. Rồi in chị Lan Anh đi. Theo này đẹp chưa? Đỉnh của đỉnh luôn. 450 cho em size M đẹp nhất nha. B410. B410 cho em 450. Ai lấy comment B410 kèm số điện thoại cho em này, quá đẹp luôn, theo luôn cho em nhá. 410 cho em là 450. Ai lấy thì comment cho em B410. Ok, chị Trâm Anh luôn. Một em màu xanh cho em. Màu xanh cho em này, size S này các chị yêu này. Đẹp chưa? 250 cho em B631. B631 cho em 250. Hả? Ôi chị Trâm Anh là ngày trước mua khách cũ đấy, fan cứng mà. Phải mua nhà mình rồi chứ. Mà sao mình không nhớ nhỉ? Một em này có mũ cho em này, size M cho em. Size M cho em này. Đấy, B144 cho em size M. Ai lấy comment B144 cho em size M nhá, 300. Ai lấy comment B144 kèm số điện thoại cho em. 300. 631 cho chị Phan Thu Hậu. Một em màu đen cho em này, quá đẹp luôn này, size M luôn này các chị yêu này. Đẹp chưa? Size M cho em luôn, 300. ML. Mã 544 cho em, ML nam nữ mặc được. B544 cho em 300. 144 nó chip chip ít. 144 ấy, không phải 144 đâu nhá. Sửa lại chị. Có 145 không? Không có. Không có 145 chị Trúc Lâm Trần ơi. Một em này cho em màu đỏ này. Thêu sau cho em này, đẹp chưa? Tay bồng cho em nhá, quá xinh luôn. Mã 464 cho em này, 300. Ai lấy comment 464 kèm số điện thoại cho em. Gấu Nana ơi, kèm số điện thoại em ơi. 544 ok cho gấu Nana. Một em màu hồng cho em này, đẹp chưa? Size M cho em rất là xinh luôn này, 300.
cái chất của nó gọi là phê luôn nhá. 300 mã 573. 573 cho em 300. 466 à em? 464. 464. Ok chị Trâm Anh. 464 chị Trâm Anh. Một em màu đen cho em này các chị ơi, đẹp chưa? Pha da cho em này thêu này, quá xinh luôn. Rất là đẹp luôn các chị yêu nhá. 250 cho em B219. B219 cho em 250. Ai lấy comment B219 kèm sẵn lại cho em 250. B219 cho em. Một em màu rêu này các chị yêu này. Màu rêu cho em nhá các chị nhá, rất là đẹp luôn. Size S màu nhỏ cho em, dưới 50 cân đẹp nhất 250. B245. B245 cho em 250. Ai lấy comment cho em nhá. 219 ok Yến Seven. Hai cục nhận được một cục thì không không em à, một người một chỗ thôi em. 573 chị Xu Nguyễn, 245 chị Cẩm Anh Phạm, một chỗ thôi em, nhưng mà người ta chia cho nhiều nhân viên đi ship chứ, em hiểu không? Ví dụ như là ở cùng một chỗ nhưng người ta có 5-10 nhân viên chứ một người đi hết làm sao được. Một ngày bưu cục người ta có thể về đến mấy nghìn hàng, em hiểu không? Bọn em này cho em size M này, mã 312. 312 cho em size M. Ai lấy comment 312 kèm số điện thoại cho em, nhờ mà chị cắt cắt tí bên em kiểm tra nhá. Chị cắt cắt bảo em đã check inbox chưa? Huyền nhớ kéo tít xuống dưới bên dưới nhá, nhiều khi nó bị ẩn đấy. Nhiều khi nó bị ẩn tít xuống dưới luôn. À, thích à, em dai liềng răng đeo hàng à, giao hàng à? À vậy à, chị Đức Mạnh Tú. Đấy, vừa sang rủ chồng em đi ăn xôi rồi. Vừa sang rủ chồng em đi ăn xôi đấy. Ông liềng răng ấy. Liềng răng ấy chị đang đi với nhau rồi. Sợ lắm. Size M cho em là các chị yêu loại đẹp chưa? 300 cho em. Mã 456. 456 cho em nhá, 300. Ai lấy thì comment cho em. 456 cho em 300. Rất là đẹp. Một em này cho em này xinh chưa? Thêu sau cho em này. S đến M cho em 250 nhá. Em này là mã 579. 579 cho em này. Ai lấy comment 579 kèm xuống lại cho em. Chị Oanh Giang làm gì đã một tuần. Chị Oanh Giang vừa chốt cách đây có 2-3 ngày đúng không? 456 ok cho chị Lan Hoa. Của chị chưa được một tuần đâu. Một em màu xanh của chị chỉ là 2-3 ngày thôi, chưa đến được đâu nha các chị nhá. Hàng hóa giờ tầm 5 ngày. 579 cho chị Trâm Anh, nhiều khi phụ thuộc vào bên giao hàng mà bên em toàn gửi đi luôn thôi. Nhiều khi các chị bảo là gộp cho chị buổi tối đi, em đã gửi luôn đi rồi. Con chả kịp gộp đúng không? Con chả kịp gộp cơ. 573 chốt rồi em xung lên. 245 thôi. Em này là mã 456, 462 cho em này, size M nhá. 462 cho em ạ, à, quá đẹp luôn này. Đấy, có theo sau cho em này, 300. 462 cho em 300. Ai lấy comment 462 cho em. Yến ơi, 462 nhá, lấy con đấy đi đẹp lắm, con đấy xinh nhỉ. Màu đẹp lắm ạ. Một em màu đen cho em này các chị yêu này, đẹp chưa? SM cho em, quá đẹp luôn. 250, B164. B164, 579 chị Trâm Anh rồi mà. Ừ. Hả? 462 ok chị Thanh Hà. Một người cho má. Còn bò dài chị đặt chưa về hàng gái. Vâng đúng rồi, chưa về hàng đâu chị ạ. Chưa về hàng chị ạ. Một em này màu xanh cho em này đẹp chưa? Quá xinh luôn cho em này các chị yêu là 300 cho em. 164 có. Chị Dung Nguyên cho em số điện thoại nhá. Em cao 1m69. 177 cho em nhá các chị yêu nhá. B177 cho em này 300. SM mặc đẹp. Ai lấy comment B177 cho em. Đấy các chị nhìn em quần này. Em mặc cái nạo thành quần bố hết. Mặc dù là quần dài. Chân em dài lắm. Nên cái nạo mặc thành quần bố hết. 177 cho Thanh Kiều. Trưa mai em sẽ lên yếm len và chân váy nhá. Chân váy len. Yếm len và chân váy len là trưa mai. Đấy. Tối mai em sẽ lên áo phông Mỹ nhá các chị yêu nhá. Trong ngày nếu mà kịp thì có thể là tối mai em sẽ lên giày luôn đấy nhá. Với cả cái gì nhỉ, với cả em sẽ lên cái gì nhỉ, quên rồi. À quần dạ, quần dạ nhá các chị yêu nhá, quần dạ đẹp dã man, quần dạ quần len nhá. Ngày kia 164 chị Dung Nguyên. Một em này cho em size M. B314 cho em 300. Ai lấy comment B314 kèm dẫn lại cho em. Còn trưa mai thì vâng chưa có chị Thúy Đinh ạ. Còn trưa mai thì chắc chắn là em sẽ lên chân váy với cả yếm rồi. Một em này mới nguyên tang cho em này. Size M cho em này các chị yêu này. Mới nguyên tang cho em size M 300, mã B223.
B223 cho em 300. 314 là chị Quỳnh Trị. Đó. Cái gì? À, một em này cho em này thêu tay này các chị ơi, đẹp chưa? Siêu phẩm luôn, SM được mặc vừa nhá. Dưới 55 57 cân vẫn ok. Mã B257 cho em nhá, 300. 233 chị Mộng Tép. 233 chị Mộng Tép nhá. Hoang lên ngắn rồi, bán hôm qua rồi, Thu Huyền nó hết hàng rồi em. Một em này màu rêu cho em là các chị ơi, là size S cho em, áo len ngắn hiếm. Một em này cho em nhá, size S này. Rất là đẹp luôn này, như một cái áo phao luôn này, trần trá mà đẹp chưa? Nhở. 300 cho em, mã B560 SM. B560 cho em SM nhá. Chị vào một lúc lại bị văng ra đấy chị Nguyễn Toa ơi, em chán lắm ấy. Facebook nó bị thế ấy. Em không biết làm phải làm nào cả. 257 cho chị Minh Giang. Em mà không, khách của em mà không bị văng ra, em khẳng định các chị là đông nghịch luôn, lúc nào phải 300 luôn. Mà bây giờ nó cứ bị thế. Áo dạng ngắn ngày kia nhá. Áo dạng ngắn ngày kia em có, mai có hàng rồi, nhưng mà thực ra là em sắp xếp các buổi live thôi. Đấy, ngày mai và ngày kia em sẽ, thứ nhất là em sẽ báo trước luôn đó các chị, là em sẽ có chân váy này, áo phông Mỹ siêu phỏng này, giày này, à, quần dạ này và áo dạng ngắn. Ok chưa? Đấy, nhá các chị yêu nhá, chuẩn bị săn. Có đẹp. Một em này cho em này, size M cho em, áo dạng ngắn năm trước không có nhỉ? Có hai cái là hộ. 210 cho em size M nhá, 300 nam mặc được ấy. Ai lấy comment 210 cho em. Đấy, ôi dồi ôi chị Thúy Linh ơi, các chị ra vào lại đến cả chục lần mới xem được ấy. Chị Hương Mai này, chị cũng toàn bị bật ra không xem được. Cuộc đời của em thật sự luôn, em chả biết phải làm nào hả? Khách quay mới tiếp cận được. Chị Phan Thị Tu Lan này, em toàn bị ao ra này. Một em này cho em có thêu cho em này. Quá xinh luôn này, các chị ơi, thêu cho em nhá. Mã 643 cho em này, 300. Ai lấy comment 643 cho em. 210 cho gấu Nana. Thật sự luôn, bây giờ em đành phải kiểu là sống chung với cả một cả lũ luôn ấy. Thật sự luôn ấy, không biết làm gì mấy cái bọn Facebook này luôn. 643 Nhung Nhung. Một em này hoa cho em này, các chị ơi, size M cho em nhá. 250, 652, B652. B652 cho em 250. Ai lấy comment B652 kèm sữa dạy cho em. Đúng rồi chị Thúy Đinh ạ, à, tại vì nhà em thì có khách, các chị rất là yêu quý, mọi người cứ ao ra, mọi người lại cố gắng vào. Nhưng mà cũng hơi buồn. Nói thật là em tâm lý lắm. Size M cho em này, các chị yêu là nhiều chị cáo cái không biết, lại tưởng mình ế, lại tưởng hàng xấu, biết không thế. 552, 553 cho em này, các chị này, 250. Ai lấy con lên B553 kèm sữa lại cho em 250. Con này đẹp xuất thần mà chưa ai chốt này, các chị yêu này. 560 này, ôi dồi ôi. Khẳng định các chị là quá đỉnh luôn mà không chốt à. 560, 300. Xuất thần luôn. Một em này cho em màu hồng này, các chị yêu này. Màu hồng cho em này đẹp chưa. SM cho em nha, 300. B192. B192 cho em 300. Ai lấy comment B192 kèm số điện thoại cho em 300. B192. Một em này cho em này, các chị yêu lại theo nhá. Theo cho em này, các chị lại 560 chị Doan Võ. Theo cho em này size M đẹp nhất nhá, 300. Mã 259. 259 cho em này, 300. Ai lấy comment 259 kèm số điện thoại cho em 300. 259. À cô không quần, hôm nay em không nhận nữa rồi nhá. 259 cho chị Trâm Anh. Một em này cho em này, các chị yêu lại đẹp chưa. 300 cho em SM mặc vừa. B165. B165 cho em 300. Ai lấy comment B165 kèm sữa lại cho em 300. Một em màu đen cho em này, có thêu luôn ạ, rất là đẹp luôn. 300 size S dưới 50 cân. B616. B616 cho em 300. Ai lấy comment B616 nhá, kèm sữa lại cho em 300. B616 cho em. Một em màu hồng này, các chị yêu này. Rất là xinh luôn, size M cho em nhá. Em này là mã B208 cho em này, 250. B208 cho em 250. 616 ok cho chị Trâm Anh. Một em màu hồng cam này, đẹp tuyệt phẩm luôn. Không có gì để bàn nữa, độ mới của nó lên đến 100%. Nhá, 100% luôn. B687 cho em 300. Ai lấy comment cho em chị Minh Giang ơi.
Em gọi điện cũng được, nếu không chị nhắn tin cho em luôn được. Chị nhắn tin luôn địa chỉ cho em nhá, thì bên em không cần phải gọi điện nữa, nhắn luôn đi cũng được cho nhanh. Một em màu đen cho em này các chị yêu này, đẹp chưa? SM cho em 250, 250 cho em nhá. B521, B521 cho em 250. Ai lấy comment cho em nhá, B521 cho em 250 này. Lên một em màu xanh này, đỉnh của đỉnh luôn, quá đẹp luôn này. 300. Đấy, quá đỉnh luôn. Năm nay là mốt tay sun này các chị này, rất là đẹp luôn ấy. Kể cả những cái váy mà váy suông ấy, các chị thấy mọi người mặc mùa hè ấy, nó cũng suông, cũng sun này, nó cũng rúm eo rồi là rúm các thứ này, các cái thương hiệu rồi là các cái hàng của các cái hàng hãng ấy đấy, nó cũng toàn làm sun thôi. Năm nay là hot cái này nhá. 634 cho em 300. Chị Minh Giang hiểu yên tâm, nhà em chỉ có hàng đẹp thôi, và thứ hai là hàng nhà em rất là rẻ. Em khẳng định các chị là rất là rẻ, tức là cái nào mà em bán 250 thì shop khác khẳng định các chị là bán với giá là trên 350. Cái nào em bán 300 người ta sẽ bán 450. Đấy, các chị cứ theo dõi xem thử xem, em không nói sai lửa lời luôn. 521 chị Thùy Dương Nguyễn, em bán quá rẻ luôn. Em cuộc đời em không biết bán đắt cho ai cả, chưa biết bán đắt một cái gì luôn, lúc nào cũng được khẳng định là bán rẻ nhất thị trường. Đấy, một em này cho em này, có theo cho em size M nha các chị ơi nha, rất là đẹp luôn. 300, B5157, B157 cho em 300. Ai lấy comment B157 kèm số điện cho em 300. 157 hàng si nhá chị Minh Giang nhá, hàng si nhá, nhưng mà đẹp như hàng mới luôn, đẹp mới cứng luôn, hàng si chị ạ. Một em này cho em màu xanh than này các chị này, rất là xinh luôn, đẹp chưa. 300, B329, B329 cho em 300. 157 ok cho Lương Vi, 157 cho Lương Vi. Con này chốt chưa? Rồi ôi, hai con đẹp nhất thì không ai chốt. Các chị tiếc 50 à. SM cho em này, em này là mã B504 cho em 250. Ai lấy comment B504 kèm số điện thoại cho em 250 nhá. B504 cho em à. Đây là các chị ơi, em khẳng định với các chị là hai con đẹp nhất thì không ai chốt. Đấy, chắc là tiếc 50 à 50. Thật sự luôn là rất là đẹp luôn hai con này. Một con màu xanh, một con màu hồng nhỉ. Đẹp gọi là phê luôn thì lại không chốt. Ta hiểu gì. Thấy các con bình bình thì các chị lại thích sao. Một em này cho em này màu rêu này. Đấy, bên trong là cũng có lớp lót này, dày dặn và rất là đẹp luôn cho em nhá. Màu bộ đội cho em này, rất đẹp luôn. SM cho em 250, mã 635. 635 cho em 250 nhá. Ai lấy comment 635 kèm số tặng cho em 250. 635 cho em. Ôi đây là ai? Màu hồng đây là ai? Màu hồng pastel đây là ai? Đẹp gọi là đỉnh dã man luôn này, không mua. Nhiều khi em thấy các chị lạ lạ ấy, thật. Thế đẹp nhất, em tâm đắc nhất luôn thì các chị không chốt. Đấy, 635 cho chị Thu Trang. Đây, nó gọi là quá đẹp luôn này. Tay của nó này xinh chưa? Năm nay cực kỳ hot cái này, các cái hãng này các chị có thể lên Zara rồi là Topshop rồi là các thứ ấy xem á, thì là đều là năm nay đều là dáng chun chun như tay như này nhá. Ví dụ như là chun thì các chị thấy kể cả váy với các thứ người ta cũng làm chun hết luôn. Đây quá đẹp luôn. Rồi ôi. Mã nhiêu nhỉ, quên rồi. Mã 687 nhá, 300. Ai lấy thì comment cho em. Ôi, ai lấy không giới thiệu nhiều nữa. Đang chán đời lắm các chị, thật sự em đang buồn lắm, đi trà chanh vậy. Trà chanh me đá vậy. Một em này cho em này, cho nam mặc được nhá, size L. Cho nam mặc được cho em này. 250, mã 543. 543 cho em 250. 687 cho chị Nhung Nguyễn. 687 chị Nhung Nguyễn. Một em màu xanh cho em này, SM cho em 250 nhá. SM cho em 250, mã B294. B294 cho em 250 SM. Ai lấy comment B294 cho em 250 nhá, B294. Một em màu đỏ cho em này các chị ạ, đẹp chưa? 300. 300 cho em nhá. Em này là mã B336. B336 cho em 300. Ai lấy comment B336 kèm số điện cho em 300. Có một em này khoác nhung này, rất là đẹp luôn. Khoác nhung cho em nhá. Rất đẹp luôn, thêu luôn cho em này 300. 300 nhá các chị ơi nhá, quần váy em chưa like. Mã 337, B337. B336 chị Trâm Anh. B337 cho em nhá, 300. Còn khoảng 10 cái nữa là hết đấy, mọi người chốt luôn. Một em này cho em nhá.
size ML là quá đẹp luôn, tầm 50 đến 60 cân quay đầu là tuyệt phẩm luôn, cho em là 350. B190. B190 cho em 350 nhá, size ML cho em. Ai lấy comment B190 cho em. Rất rất là đẹp. Một em màu đen cho em này. Dáng dài ạ, 250 cho em. B684 cho em 250. 190 ok chị Trâm Anh dồn đơn. 190 chị Trâm Anh dồn đơn. Ôi trời. Chán thế nhỉ, buồn nhỉ. Chốt không kìm được, đẹp quá. Đẹp quá chị ạ, thật sự cái hàng này nó hiếm lắm luôn ấy. Năm nay em phải dặn mọi người từ năm trước luôn mới có một ít để bán, chứ năm trước cả một mùa đông, cả một mùa đông có đúng 50 cái bán từ đầu vụ, sau đó thì là 4-5 tháng mùa đông không có một cái nào lẩy ra hết. Hàng này nó chỉ có vào đầu mùa thôi. Một em này cho em size M này các chị yêu này, 250, B301. B301 cho em 250. Ai lấy comment B301 cho em kèm số điện thoại 250 nhá. Ngọc Ánh này, em lấy cái màu xanh thúng tay lúc lấy không nhớ kịp mã, nhìn chị mã bao nhiêu? 301 chị Chi Bao La. 634 nhá chị Ngọc Ánh nhá, chị Ngọc Ánh kèm số điện thoại cho em đi. Một em này màu ghi hồng cho em này, size ML cho em. Các chị nào 50 đến 60 cân quay đầu cho em 300. Mã B343 cho em. B343 cho em 300. Ai lấy comment B343 kèm số điện thoại cho em nhá. B343 cho em 300. 301 chốt rồi đúng không? Một em màu đỏ cho em này, xuất thần luôn. Đẹp chưa? Size M xinh nhất nhá, 300 cho em. 300. Ừ Ngọc Ánh ơi, chị nhớ thôi. Mã nhớ nhỉ, quên rồi. 634 Ngọc Ánh ạ, mã 634. 589 cho em nhá các chị ơi nhá, 300. Ai lấy được comment cho em size M đẹp nhất luôn, 300. B589 nhầm. B589 cho em nhá, 300. Một em màu xanh cho em này các chị yêu này. Ok Ngọc Ánh luôn, cái đấy cực kỳ đẹp luôn, về mà không đẹp này em cứ chửi thẳng vào mặt chị luôn, được chưa? Size ML cho em nhá, rất là đẹp luôn, xinh chưa? 300. Em này là B246. B246 cho em 300. Ai lấy comment B246 cho em 300. 589 cho Thu Trang. Một em này màu đen thêu tay cho em này, size M là các chị này, đẹp chưa? Quá xinh luôn. 250 cho em đi, B226. B226 cho em 250. Ai lấy comment B226 kèm số điện thoại cho em 250 nhá. Một em màu rêu cho em này các chị yêu này, đẹp chưa? Màu rêu cho em nhá, size M cho em 300. Em này là mã B159. B159 cho em 300. B159 cho em 300. Một em màu đen cho em size S. Size S là các chị yêu là size S cho em. Em này là mã B460 cho em. B460 không còn đâu Bích Nguyễn. B460 cho em nhá. Ai lấy thì comment cho em B460 cho em ạ. Bao nhiêu nhỉ? 250. Một em này cho em này, rất là xinh luôn. Size M cho em này 250. B234. B234 cho em 250. Ai lấy comment B234 kèm sự thật cho em 250 nhá. Một em màu đỏ các chị ơi, size S. Size S cho em này các chị yêu này, 250 cho em dưới 50 cân. Em này là mã B662 cho em 250. B662 cho em 250. Nốt cái này là hết nhá. Nốt cái này là hết này các chị yêu này. Ai lấy comment nốt cho em size M cho em nhá. B638 250. B638 cho em 250 hết hàng. Đấy, cứ chán chán cô cũng like hết. Chị Loan ơi cho em số điện thoại. Loan ơi cho em số điện thoại nhá. Ôi trời ơi, đau hết cả lưng rồi các chị ơi. Chị Quỳnh Anh ơi cho em số điện thoại. 638. Hả? Ờ Quỳnh Anh 638 nhá. Quỳnh Anh 638. Chị Nhung Nguyễn được 2 cái.
Minh Giang là cái nào cũng đẹp. Mình chốt cái đỏ phải không? Cái mã của chị Minh Loan Loan là bao nhiêu? 662 nhiều chị phải cái đỏ. Đúng rồi chị ạ, cái đỏ đấy chị ạ, cho em số điện thoại đi. Quần váy em chưa like nhá, em chưa tìm thấy hàng. Quần váy là em chưa tìm thấy hàng nên là em chưa like nhá các tình yêu nhá. Em chưa like mới like có chân váy thôi. Em chưa like, bây giờ Facebook của đang chặn, đang chán đời đây này. Quần bò dài thì em không có. Bữa trước có cái này bán thôi nhưng mà chưa về. Có mấy chị đặt. Chị được có một cái, ok chị, đúng rồi. Chị Lan Anh cho em số luôn đi ạ, để em mập là. Hết rồi, đúng rồi chị ạ, hết rồi. À quên nhầm, chị Loan để bảo chị Lan Anh. Không, quần em đang hết chị ạ. Quần em đang hết nhá. Quần em đang hết. Chị Loan ơi, cho số điện thoại chưa? Ừ. Ô chị ơi, cho em số điện thoại cái để em apply đi chị. Ừ, Lan Anh vừa em có chốt rồi, đúng rồi em. Em được một cái màu hồng, ok em. Nhất ơi, chưa like chị được một cái váy để dồn đơn ngày mai được không? 4 ngày hôm nay anh ship gặp 4 lần. Chị Đức Mạnh Tú Hà Nội, ok, được chị. Hà Nội đúng không? Được nhá, mai mà anh ấy gọi cho chị thì chị cứ hẹn cho em vào ngày kia. Ngày kia ship, bảo vậy là được, để mày chị chốt thêm, đấy chị bảo đấy là ok. Rồi, bạn cho chị Loan ấy có cho số điện thoại em chị ơi, để em apply ở lâu quá. Trời ơi, em đang buồn đây. Đang chán đời đây các chị ạ. Rồi phải làm chai rượu cho để uống. Giải sầu luôn. Chị Bíp ơi, em hàng đẹp lắm, em tốt nhất là không nên hủy nhá. Với cả mình chốt thì tốt nhất là lên giữ uy tín. Chốt xong bây giờ lại hỏi em hủy được không, chị chả biết trả lời câu đấy của em như nào. Ok chị Loan nhá, ok chị. Rồi bye bye các tình yêu nhá. Ok bye bye mọi người nhá, ấn tắt lại chị đấy.